quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Khánh Vân công khai về phe Á hậu Thúy Vân, chính thức tuyên chiến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Thông tin Thúy Vân ra mắt MV Trái tim yêu thương với vai trò ca sĩ đang là đề tài được các fan sắc đẹp quan tâm bàn tán. Giữa lúc thông tin Thúy Vân ẩn ý khi ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chưa tỏ, Khánh Vân bất ngờ có động thái ủng hộ đàn chị gây chú ý. Theo đó, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã đăng khoe bức thiệp mời đến tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Thúy Vân, kèm những lời nhắn nhủ đặc biệt. Trái tim của em hòa vào trái tim của chị, tràn ngập yêu thương. Động thái này của Khánh Vân có thể thấy mối quan hệ giữa hai nàng hậu vẫn tốt đẹp, thậm chí cả hai còn hết lòng ủng hộ nhau. Bên cạnh đó, các fan sắc đẹp còn dấy lên nghi vấn liệu đây có phải là cú bắt tay của chị em song Vân cùng nhắm tới Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Trái tim yêu thương, tên chủ đề của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, cuộc thi khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về Khánh Vân. Thúy Vân dừng chân tại vị trí Á hậu 2 của cuộc thi. Mặc dù kết quả này gây nên nhiều tranh cãi suốt thời gian nhiệm kỳ, nhưng có vẻ mối quan hệ của cả hai không hề ảnh hưởng. Về phần Khánh Vân, sau khi khép lại chặng hành trình của mình tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, người đẹp vướng nghi vấn rời với công ty chủ quản. Mặc dù chưa chính thức lên tiếng, nhưng nàng hậu lại cập nhật lịch trình hoạt động hoàn toàn độc lập với ekip Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Nói về sản phẩm mới của Thúy Vân, người hâm mộ soi ra loạt chi tiết trong teaser đập mùi liên quan đến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Điển hình như dòng chữ micro phạm gửi đến các phần thi ứng xử nốt mic của Thúy Vân tại cuộc thi 07/12/2019 là ngày diễn ra chung kết Miss Universe Việt Nam 2019 và còn 218 là số báo danh của Thúy Vân. Thúy Vân tên thật là Phạm Hồng Thúy Vân, sinh năm 1993. Cô sở hữu dày dặn kinh nghiệm thi đấu tại các đấu trường nhan sắc, từng đạt Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế 2015 và Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Gần đây, Thúy Vân vừa trở lại showbiz với vị trí Mentor Miss Fitness Việt Nam 2022. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.